Kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Thủy ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép giống dạo Thủ Đức ha, ghép được 895 ha, hàng củ đế siêu vip ha, và mùa củ đế đẹp nha cô chú anh chị, mức giá cũng khá là ưu đãi luôn cả nhà. Em mong cả nhà mình vào xem thấy cây nào thấy giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Rồi cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ rồi chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Rồi. Hôm nay trở lại kênh thì nhân dịp Tết đến xuân về thì em cũng xin chúc toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa của mình trên mọi miền đất nước nha được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha. Rồi. Hôm nay trở lại kênh thì em cũng cái lô Thủ Đức của em nè, em lên em bán để giao lưu với cô chú anh chị em mình. Nè, cô chú anh chị em mình ưng ý được cây nào thì vô ủng hộ giúp em nha. Rồi. Đầu clip hôm nay là mã số 1C nha cô chú anh chị. Rồi. Là một cây dạo Thủ Đức ạ. Rồi cái lô này thì mình còn nhiều không vậy chị Thủy? Cái lô này thì cái lô hàng trung trung này còn khoảng 200 cây. Còn cái lô mà 9-10 năm thì nó nằm giá 300 cây. Rồi, thí dụ như cô chú anh chị mình còn khoảng tầm 500 cây ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mua về bán Tết hay là mình mua về mình bán lại cô chú anh chị ha, thì mình cứ alo cho chị Thủy mình tới tận vườn mình xem cây ha, mình được giao lưu mình chốt mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy ha. Giải cứu nhà vườn đi cô chú anh chị ơi, còn quá trời luôn, em thấy còn đây bạc ngàn đây mà bây giờ nay là cũng là 14 âm lịch rồi cô chú anh chị ha, mà nhà vườn bán cũng chưa có hết nhiều ha. Em mong cô chú anh chị mình cũng thương ủng hộ cho nhà vườn nha. Rồi, vô cây đầu tiên, mã số 1C. Cho xin thông số luôn ha. Cái mắt ghép của nó là mình được là 14 nha cô chú anh chị. Cái này cái cũ cũng dữ dằn ha. Cái cũ của nó là mình được là 31 nha cô chú anh chị. Rồi, cũ nè cô chú anh chị, quá xa cái cũ luôn nha. Nút nụ thì cô chú anh chị mình cứ an tâm. Chiều à. Cao là mình được 85. Đó, em bao nha, nụ này là em bao, cái vàng này em bao nụ. Tán ngang là mình được là 90. Rồi, cái này cái vàng này em bao nụ, nếu như mà cô chú anh chị mình nhận về không có nụ liên hệ chủ kênh trả tiền cây lại cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi. Cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ 1.250.000 thôi nha. Rồi 1.250.000 quá rẻ luôn. Và cũng như là thì hôm nay em lên list là ngày mai em xuống lá luôn ha. Thì trong khi cô chú anh chị em nào ủng hộ thì em cũng xuống lá sẵn luôn để mà mình về là mình cho kịp chơi Tết năm 2024 nha cô chú anh chị. Rồi ngày 14 hôm nay là ngày 14 âm lịch ha, thì chị Thủy sẽ lên list thì cô chú anh chị nào chốt chị Thủy xuống lá luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, trên cô chú anh chị mình cứ an tâm không sợ bị chảy đâu nha. Rồi tiếp theo cây mã số 2C. 2C cũng là một cây Thủ Đức nữa nha cô chú anh chị nè. Cây này thì thôi, cái dáng này sao nó gào con thú nằm dữ lắm nha. Rồi nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Nụ siêu nhiều luôn nha. Củ đế nè. Rồi thông số luôn chị Thủy. Cái mắt ghép của nó là mình được là 12. Rồi. Cái nồi cũ của nó, cái cũ tròn nó đây thì mình được là em chỉ đo khúc này thôi là được 25. Rồi. Chiều cao là mình được 86. Rồi. Tán ngang là mình được là 97. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 thôi nha. Rồi 1.200.000 ha. Ừ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3C. 3C cũng là một cây dạo Thủ Đức đó nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này cái tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Nụ thì nói chung là bao nụ nha. Em bảo hành nụ cho cô chú anh chị mình. Đó, bảo đảm nụ nhiều. Đó. Nè, bao nụ luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái lá vàng vàng này nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy lá vàng nhưng mà nó vẫn còn tươi như này ha. Là không sao hết tại vì nó già, lá nó già nên là nó rụng tới thời điểm thay lá rồi. Đó, không sao nha cô chú anh chị. Rồi. Cái chột ghép quá mập luôn. Chột ghép nó được 16 rưỡi á cô chú anh chị, em tính 16 nha. Cái cũ dưới này là mình được 25. Ủa 26. Rồi. Cái cũ bự chảng không cô chú anh chị ha. Như heo luôn. Cái tàn quá khủng khiếp cái tàn. Nằm y như heo đất. Chiều cao là mình được 112. Rồi. Tán ngang là mình được là 90. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 1.250.000 nha. Rồi 1.250.000 ha. Rồi. Đổi cây. Rồi mã số 4C nha cô chú anh chị. 4C cũng là một cây dạo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Cây này thì thôi cái bộ đế này thì không còn đường nào chê nha. Cái nụ dữ dằn cái nụ nha cô chú anh chị, nụ cực kỳ sáng mà nụ to nha. Rồi cái vàng đế nè, nguyên cái bệ đế nằm dưới luôn cô chú anh chị ha. Trời ơi bỏ rễ ra đều gan luôn, rất là đẹp nha.
Cái rồi. Củ này sao giữ tời lắm. Thông số luôn hả chị? Bưng là mấy cây sao mệt quá. Hoành thân được 13 rưỡi ha. Rồi. Cái tổng cái củ đế nó là mình được là 40. Rồi. Chiều cao là mình được 99. Bao nụ ha. Tán ngang là mình được 100. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5C. 5C cũng là một cái giả Thủ Đức nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Bao nụ luôn á. Nụ vàng ôm luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cụ đế có luôn ha. Rồi thông số luôn nha chị. Ngay mắt ghép nó là mình được 14 rưỡi tính 14 ha. Rồi. Cái bệ đế nó dưới này là mình được 35. Rồi. Chiều cao là mình được 89. Rồi. Tán ngang là mình được là 89 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 1.100.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6C. Tiếp theo mã số 6C. Lựa cái lô lùng nhỏ hàng đó thêm mấy cây nữa không? Rồi, nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn nha chị. Cái này nhà vườn rút cốt lỡ cô chú anh chị ha, chứ cốt nó bự lắm nha cô chú anh chị. Cái này mình về mình khai thác nặng thêm đế ha. Quanh thân này là được 16. Rồi. Cái độ cái củ này sẽ nằm ở dưới. Không ra được. Chiều cao là mình được 57. Rồi. Trời ơi, chơi cái tán ngang như cái mâm nha cô chú anh chị. Tán ngang đó là được 112. Rồi. Rồi, cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1 triệu thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi, mã số 7C nha cô chú anh chị. Nè, ghi đi đừng có. Rồi, tiếp theo 7C cũng là cây giả Thủ Đức luôn nha cô chú anh chị. Nút nụ cực kỳ nhiều nha. Trời ơi, cái hàng 7 8 mùa này ha. Nó tổ lần nãy em tưới nó bị khô nó tổ một cây thôi rực tời. Trời ơi, cái này cái mình con em của mình con thú nè cô chú anh chị, cái này mình về mình khai thác mình nâng thêm nha cô chú anh chị. Nâng thêm xuống một chút nữa ha. Tầm là nâng xuống mình hạ xuống tầm hạ cái bầu nó xuống mặt bầu nó xuống tầm khoảng 2 xăng nữa là cái cây này cũ dữ dằn nha. Đúng rồi, cái này chưa nâng cũ. Ok bài. Hoành thân là mình được 15 rưỡi. Rồi. Cái nồi đế này thì chắc em đo phỏng phỏng ở trên đây vậy nè hán cô chú anh chị em mình tham khảo ăn là được 30. Rồi. Cái này tàn đẹp nha cô chú anh chị, lá còn mất ruột luôn. Mấy cái này thì Tết này là mình chơi là rất là ngon lành luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi. Cái còn tốt dây nữa bị đứt cái dướng hoài. Chiều cao là mình được là 84. Rồi. Tán ngang là mình 80. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.200.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 8. Tiếp theo cây mã số 8 cũng là cây giả Thủ Đức nữa em cô chú anh chị. Rồi. Nay lên toàn bộ giả Thủ Đức không ha? Nụ cực kỳ nhiều ha. Em nay không có lên mà dám lên toàn là Thủ Đức không. Cái... Ồ cái củ nè cô chú anh chị, cái này nâng cái củ này lên là còn phải nói là dữ nha cô chú anh chị. Cái này thì cô chú anh chị đó. Em nào khai thác mình nâng thêm ha. Cái này mình xuống tầm 2 xăng đó cô chú anh chị ha, là thấy củ này lết không luôn. Có đất rộng mà mua về thả vườn ha. Thời 5 năm sau bộ đế này sao chịu nổi cô chú anh chị. Tại em giờ có một khoảnh đất à, em không có được nhiều. Em không có nuôi nhiều hoài lại được. Cái cốt, cái mắt ghép của nó là mình được là yếu một tí xíu nữa là 18 nha cô chú anh chị. Em rồi. Tính là 17 đi, yếu chút. Mà giờ cái củ này nằm quá trời như vậy sao rồi. Em đo được, em đo không được nha cô chú anh chị. Rồi khỏi đo củ luôn ha, cái củ không này dữ lắm nha cô chú anh chị. Em tính đo mà đo không được. Chiều cao là mình được 95. Rồi, cái đó trừ hao luôn á nha cô chú em anh chị. Em trừ hao, cái nhánh đọt cao ở tên á cô chú anh chị. Tại vì cái này hàng thả tự nhiên á, nên em đo thì em cũng có trừ hao. Như cái tạng ngang cũng vậy, em cũng trừ hao chút chút ít hết rồi. Tán ngang này được 90. Rồi. Dạ rồi, cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là cây này là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 9C nha cô chú anh chị, một cây giả Thủ Đức nữa ha. Rồi, cái này tàn cũng quá trời luôn cô chú anh chị. Nút nụ là ngon lành nha. Đó. Nói chung thì thời điểm này thì lá già nó rụng bớt rồi cô chú anh chị ha. Nè, nên là đặt bớt cô chú anh chị coi cái dạng nụ nè. Năm nay tháng nhần nữa, đáng ra là nay là nó xuống lá rồi hết trơn rồi. Dạ. À, mình còn thêm cho nó 1 tháng nữa nên
lá nó vàng. Lá nó đâu có đẹp, với lúc rồi. Dài là chỉ cần nuôi nụ thôi chứ không có nuôi lá. Hoành thân được có 14 rưỡi, em tính 14. Rồi. Cái củ này mình được 26. Rồi. Em quay cái nhánh cho anh chị. Chiều cao 80. Đó. Thấy ham chưa? Tán ngang là mình được 90. Rồi. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.200.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10C. Mã số 10C. Đó, 10C cũng là một cây giả thủ đức nữa nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá trời cái tàn luôn cô chú anh chị. Rồi. Cho xin thông số luôn ha. Trời ơi chưa đến. Đã không cô chú anh chị ha. Hoành cái mắt ghép đó là mình được là 16. Rồi. Cái bệ đế nó là mình được 35. Rồi. Quá trời bệ đế lên xù da me luôn. Chiều cao là mình được là 87. Rồi. Tán ngang là mình được là 88. Rồi. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 bao phí ship nha. Rồi. Rồi. Cái này cuối clip luôn ha. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã yêu thương ủng hộ cho em ha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào ủng hộ cho em nha. Em rất là cảm ơn nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ ha. Thì nhà giải cứu nhà vườn đi cô chú anh chị ơi, còn quá trời luôn cô chú anh chị ha, gần 500 cây lớn như thế này ha. Hôm nay giá cũng rất là hữu nghị cô chú anh chị. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.